tập đoàn nổi tiếng của Mỹ A.O. Smith đã tiên phong giới thiệu công nghệ nhận dạng lõi lọc chính hãng bằng tần số vô tuyến RFID, giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt lõi thật, lõi giả khi lựa chọn máy lọc nước. Lõi lọc là bộ phận quan trọng nhất của máy lọc nước, quyết định chất lượng nước sau lọc. Nhưng tại Việt Nam, tình trạng lõi lọc giả, lõi kém chất lượng lại đang được bày bán tràn lan trên thị trường, khiến người tiêu dùng lo lắng. Thông qua công nghệ nhận dạng lõi lọc chính hãng RFID, khi thay lõi lọc, máy sẽ tự động phát ra tín hiệu cảnh báo và không hoạt động nếu phát hiện lõi lọc giả. Với lịch sử 145 năm, A.O. Smith hiện đã có mặt tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới, giúp đem lại các giải pháp xử lý nước và không khí sạch, phù hợp với từng khu vực và nhu cầu nhóm khách hàng khác nhau.